Trong cái buổi trong cái khóa thiền vừa rồi ở tại Virginia đó, có một cái anh Mỹ anh hỏi ông thần sư Tizania, ông hỏi rằng là giờ thưa sư, cái sự thực tập này là mục đích để mà đưa đến cái sự mà hiểu vô thường khổ vô ngã phải không, tức là kinh nghiệm vô thường khổ vô ngã phải không? Ông thưa sư nói đúng, mình tu tập để mình hiểu vô thường khổ vô ngã. Ông nói nếu như mà bạn nhắm vô thường khổ vô ngã đó, ông nói ví dụ như chẳng hạn như bạn nhắm rằng là Đức Phật dạy là vô thường, thì mình phải tu để mình hiểu thế nào là vô thường. Vô thường là đúng rồi, cái gì nữa? Tất cả mọi chuyện là nó xảy ra đều vô thường hết. Và mình nghĩ là vô thường là tại vì sau cái câu hỏi đó, anh đó nói nó như thế này là khi mà tôi nghĩ tới vô thường, tâm tôi nó depressed dữ quá. Thầy sư nói đúng. Anh cứ suy nghĩ được vô thường mà mặc dù cái mục đích của chúng ta là hiểu được cái được vô thường. Có cái hiểu này không phải là hiểu theo cái nghĩa là tri thức. Anh mở sách ra đọc, anh hiểu vô thường. Quá rõ ràng, đúng rồi chi nữa. Ai cũng trải hết, bây giờ già rồi sao? Hợp đó rồi, bây giờ tan thì vô thường là đúng rồi chi nữa. Nhưng mà ông nói hễ mà mình bắt buộc mình phải hiểu vô thường như vậy là mình depress là đúng. Là về trí tuệ thì hiểu vô thường, mà tâm tham thì nó muốn thường rồi. Trí tuệ thì hiểu rằng mọi sự gặp gỡ rồi là sẽ thế này, nhưng mà phiền não nó chỉ muốn gặp gỡ thôi, nó không muốn chia tay. Trí tuệ hiểu rằng sống sẽ chết, nhưng mà phiền não thì nó muốn sống thôi, nó không muốn chết. Vì vậy bạn đừng có hiểu, cố gắng hiểu được vô thường, mà bạn hãy tu tập để cho vô thường có tới cho bạn mà hiểu. Cho nó dễ biết, quý vị hiểu. Hãy quan sát đi, quan sát. Chứ còn bây giờ bạn bắt cái mục đích là rất là khó. Vô thường nó quá cao. Bây giờ làm sao mà bạn thấy cái sự thay đổi này? Cái này là feasible, bạn có thể làm được, bạn thấy được thay đổi. Mặc mục đích là dễ đó mà bạn chưa hiểu được đâu. Bạn thấy thay đổi này. Tâm mình nó thay đổi hoài, suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, suy nghĩ chuyện nọ, khi vui khi buồn này, đó trạng thái tâm này, được cảm giác ở trong người nó thay đổi này, thì những cái sự hiểu biết từng chút một chút đó, nó sẽ add up cho bạn. Cho tới một lúc tất cả những cái thay đổi nó cho bạn thấy rằng không nắm được chỗ nào hết, nắm đâu nó dễ đó, nắm đâu nó dễ đó, thì lúc bây giờ bạn mới hiểu thế nào là vô thường rồi. Còn bây giờ bạn ráng mình hiểu vô thường, Đức Phật dạy đời là vô thường, đời là khổ, đời là vô ngã, nói vậy. Rồi mình dùng ý thức mình hiểu, rồi mình đau khổ ghê lắm. Bây giờ đó thôi mà tao hiểu. Sư biết cái gì hiểu không? Rất là nhiều người họ nói cao quá, họ không hiểu. Vì vậy mục đích của sự tu tập là đừng có với để mà hiểu cái gì hết. Bởi vì Đức Phật nói rất là cao. Do đó mà pháp học nó khác pháp hành ở chỗ đó. Pháp học người ta nói biết bà, tôi nói đủ thứ cái. Rồi thật ra mình đọc thấy đã quá, thấy không? Ví dụ mình đọc cái cuốn sách nói về đại đệ tử của Phật, toàn các vị mà A-la-hán rồi không nè. Thần thông rồi trí tuệ rồi quá đều đất cả. Rồi mình nghĩ chắc có lẽ là dễ. Mà thật ra không phải dễ như vậy. Dĩ nhiên pháp học nó không sai chút nào hết trơn á. Nhưng mà muốn đạt được điều đó là đòi phải rất nhiều mình nỗ lực. Và phải bắt đầu từ cái step 1 này. Chứ bạn đừng có mới, đừng có nghe ông Kinh nói là bạn muốn như vậy bạn sẽ khổ lắm. Vì người này sẽ nói mà, trí tuệ là hiểu là vô thường, thật sự tất cả đều giả hết, ở đi tới được đi sanh đi diệt. Nhưng mà tâm tham của mình nó chưa hết, do đó nó cứ vô thường còn. Một mặt thì mình thấy Phật nói vô thường, một mặt trong tâm mình nó cứ đau khổ hoài vì nó vô thường còn. Thì anh chị em thấy nó conflict ở chỗ đó. Do đó mà trong khi mà quý vị anh chị em tu tập đừng có mong cái gì hết, vì cái chuyện Đức Phật nói quá cao đi. Pháp hành nhắc mình đi tí chút này, gọi là sống trong hiện tại. Khi cứ bạn cứ tiếp tục sống trong hiện tại hoài, mô bên này thu mô bên kia, dây cuốc này cái với dây cuốc, bạn sẽ hiểu thế nào Đức Phật nói. Còn bạn muốn được. Đó là lý do tại sao mà cái sống trong hiện tại là vậy. Là tôi nói ít nói nhiều quá mệt. Phải đi cái gì? Phản ứng hả? Dạ, nhưng mà phản ứng thì tâm nó có hai, nó tự nhiên đưa ra hai điều.
Dạ. Phản ứng là thua rồi. Bây giờ người ta nói mình một câu mình phản ứng mình buồn bực. Rồi mới làm cái khen mình đá qua mình lên. Cũng giống như trong số mấy tu rồi kêu sư là thượng tọa đến giờ họ hạ tọa cái là sư nổi điên này. Thấy không? Mà mình có thượng đầu nào đâu. Không, vô chùa cái mặt rồi dân làm nào thôi thượng tọa khỏe, thượng tọa mình đá đó. Khỏe đó. Trời ơi, cứ tu được ngon ngàn lắm. Bữa nào nó hạ mình xuống cái mình khổ. Vì vậy trong có hai thái cực. Cô phản ứng vui, phản ứng buồn đều là thái cực hết. Cái người mà tu tập không vui, không buồn thành ra nó trở thành cổ đá. Nó mình tu lắm cái indifferent trở thành cổ đá, không phải cổ đá đâu. Mình không có chấn động quá, vui quá, buồn quá thôi. Cho mình không có phải là mình không cổ đá. Mình sẽ thấy, hiểu cái câu chuyện gì cần làm. Vì mình cần làm và nên làm và làm đúng thời, đó là trí tuệ mà. Ví dụ bây giờ đó mình nghe một cái tin là người bà con của mình bị tai nạn xe chẳng hạn, mình rất là chấn động phải không? Đó thì cái người mà bình tĩnh là bây giờ coi thử nó bị ở đâu, bây giờ nó nằm ở nhà thương nào, bình tĩnh để mà hỏi thăm tin tức information phải không? Cho mà la là uống sùm khóc lóc tội với kêu người này kêu người kia, thì hai cái thái độ đó, một cái là không tu là nó la uống sùm, còn cái kia bình tĩnh. Chúng ta rất cần những người bình tĩnh này trong cuộc sống của mình phải không? Người vợ mà có ông chồng bình tĩnh, là ông chồng có bà vợ bình tĩnh, là có con cái bình tĩnh, mình sẽ giúp được rất là nhiều chuyện. Còn tất cả mọi người được tác động hết, la ung sùm ha, hay ải cái miệng là được, ngồi đó cả đấm hay là sao này. Thành ra cái ông thầy thường xuyên là ông nói tôi bị tai nạn xe một lần nữa, đầu tôi đập chảy máu, đầu tôi chảy máu mà tôi không la, mà hai cô ngồi sau la giống như hai cô bị chảy máu đầu vậy đó. Trong tâm tôi tự nhiên nghĩ đi tới nhà thương để cho người ta băng bó cho rồi cho ruột đèn la làm gì, thấy không? Thì đó, cái trí tuệ là ở chỗ đó, trí tuệ là không có phản ứng. Thôi bây giờ câu chuyện xảy ra là mình xử lý, mình nghĩ cách thức làm thế nào để giải quyết. Mà lúc bây giờ nó đòi phải một cái tâm rất là yên ổn mình mới giải quyết được, phải vậy. Thành ra trong cái bước đầu tiên mình đừng có sợ mình phản ứng. Cho mình phản ứng vui buồn mình coi, mình quan sát đi. Để rồi mình thấy cái phản ứng này rồi cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề, mà phải bình tĩnh để xem cái gì cần làm. Cái này là kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm sống thôi. Cho đến một ví dụ khác nữa để cô quý vị anh chị em hiểu rõ này. Ví dụ như bây giờ đó, một cái người mà chuyên môn cúc trong một cái nhà hàng, anh nói anh cúc rất là giỏi, thấy không? Nghệ của anh mà nấu ăn rất là ngon giỏi. Nhưng mà bây giờ nó mất cái việc này, bây giờ anh đi kiếm một cái việc khác, người ta nói bây giờ anh phải ra làm cái quán mà một lần mà anh mà sợ là hàng trăm người tới, là nguyên cái service tới mà cái địa điểm du lịch nó tới cái trăm người một lượt, thì những cái lần này đầu tiên mà anh làm thì rất là khổ, phải không? Mà chưa có quen. Nhưng mà cái người này đã có nghề nghiệp cái nghề vững rồi, họ chỉ cần một tuần là 10 ngày thôi là tự nhiên họ thích ứng rồi, có vậy không? Như vậy cái sự cái tâm bình tĩnh để giải quyết khi một cái số đông người họ tới như vậy, nhờ kinh nghiệm mà làm việc thôi, có gì đâu. Thì nếu mà tâm của mình yên ổn là nhờ mình kinh nghiệm, mình tu tập, mình trải qua hoài, cứ tăng qua hoài, tăng qua hoài, mình thấy những cái lần chấn động trước không giải quyết được thì từ từ mình sửa đổi thôi. Là mua hợp của anh là cái gì nữa? Vậy cái khổ đó phải là khổ đế không? Dạ không, cái khổ này là khổ pháp ứng, khổ phiền não. Còn cái khổ đế, cái khổ ở trong Đức Phật dạy ở trong đó có ba khổ này. Khổ này là mình phản ứng này. Khổ thân, khổ tâm đây là khổ, phải không? Ai đánh mình đau mình khổ, ai nói cái gì mình buồn khổ, cái này là khổ. Cái này là thấp nhất lúc khác thấp nhất của cái này. Cái kế nữa là sự thay đổi làm cho mình khổ. Tất cả mọi người đều muốn yên ổn hết. Rồi cái cuối cùng là cái hành khổ. Cái hành khổ sankhara dukkha, cái này rất là khó hiểu, như hôm qua tôi nói đó. Bất cứ cái gì nó sanh khởi, dù tốt dù xấu đều khổ hết. Thì cái này là phải tu tập thôi, chứ còn mình nói thì chỉ hiểu trên mặt tri thức mà thôi. Bây giờ có thêm cái gì cũng khổ. Bây giờ đó, mình cần chiếc xe đó, mình cần để đi làm, mình cần chiếc xe. Mua chiếc xe mới thì cả bên mình muốn chết luôn à. Đâu có free đâu cho mình đâu. Đó là chưa kể ví dụ cho hai, như suy nhớ có ông kia, ông đi chiếc xe Lexus. Ông nói, trời ơi, chiếc xe Lexus cực lắm, xưa à. Phải sao cực? Đi đâu cũng sợ người ta đụng mình à.
mấy chiếc xe này sẽ đắt rất là cực. Chút xíu tôi đang mua gara, mua cái dưa lơ của nó, chứ còn bình thường được. Thì quý vị thấy không? Có cái gì thêm cũng khổ, dù cái đó tốt đẹp nó nhất. Lúc mà sư mấy tu, sư gặp, sư coi mấy cái xác đó, có ông sư đó, ngoài cái cặp vợ chồng nó, cái cười nói, anh chị bây giờ có chồng rồi đó ha. Chị mình chị là có ba thôi, tham sân si. Vì rước ông chồng là thành sáu. Tham sân si là sáu. Bữa nào hai người đẻ thành thành cu tí nữa, thành chín. Thêm bé tí thành 12. Mà chừng người đứa con không biết còn bao nhiêu nữa. Người có ba, lập thêm người nữa. Vậy đó. Vì mình đi tìm đi kiếm muốn đỏ mắt luôn mà. Đâu có chịu ba đâu, cái nào cũng muốn sáu là sáu là thành chín. Ác là ác chỗ đó, nó khổ là khổ chỗ đó, chứ đâu có phải. Vô thật, anh thấy. À, cô quên xong chưa? Chưa xong. Phải đợi bà, nguy hiểm lắm. Rồi tiếp tục đi. Cái con tức là trong này nó có trí tuệ. Có trí tuệ để mình thấy cái vấn đề gì phải làm. Ví dụ như bây giờ đó, khi mà cô kêu tới cái sở cứu hỏa đó, thì nó respond cho cô, nó bình tĩnh, nó hỏi cô ở đâu, địa chỉ mấy, nó bị cái gì đó không? Đó, nó respond đó. Tức là trong này có cái tâm yên tĩnh không? Để hỏi thấy cái gì, vấn đề gì cần làm mà nên làm. Ta không phải phản ứng. Ví dụ như bây giờ đó trước một câu chuyện rồi, tâm mình phản ứng làm rất là dữ, la mình hét mình hỏng rồi. Còn cái người mà có trí tuệ bình tĩnh đi qua thì cái vấn gì cần làm phải làm chứ. Vì có chuyện đó cần phải làm, respond là vậy đó. Phải giải quyết cái vấn đề, không phải là phản ứng. Tiếng Việt tôi biết không biết, nói có đúng không, một đằng là nó phản ứng rồi. Làm tức thì liền. Còn cái kia bình tĩnh để giải quyết cái vấn đề. Thế là nó bồ phẩm. Cảm ơn. Dạ thưa sư, cái chuyện của chúng ta hiểu thưa sư là gì đấy? Nó theo con thì có phải là giống như là một yếu tố của khổ, như là buồn vui là yếu tố của khổ, chứ không phải là Phật dạy cho mình phải chán đời không sư? Thì tôi hiểu ý anh nói là sao? Thì cái chuyện mình nghe là mình nghe giảng mà tạo Phật cũng là cũng dạng nó khổ, cũng Phật cái gì cũng khổ. Như vậy thì chẳng lẽ là Phật dạy cho mình chán đời không sư? Chán chán là tại vì mình phiền não á. Dạ, nhưng mà ý con nói như trong cái điều ý của Đức Phật là dạy cho mình đừng vướng mắc. Dạ. Với cái đó thì mình sống thì thôi. Thì thôi. Thế là mình tu tập để mình thấy. Dạ, cái khổ Đức Phật nói rất là sâu sắc. Dạ. Cũng giống cái vô thường của Đức Phật nói vậy. Không phải là mình thấy ngọn đá hồi đó xanh bây giờ vàng mình gọi là vô thường. Thế nó cũng vô thường thật. Nhưng mà cái sự hiểu biết này nó quá nông cạn. Dạ. Ví dụ như bây giờ hồi như hôm qua sư nói. Sanh già đau chết đều là khổ. Nhưng mà cái khổ này khổ của cái người mà không có tu tập này. Nhưng mà cái Phật mới nói chứ, chỉ rõ ràng mà, cái Phật rõ ràng thế mà, ta chết mình khổ lắm à. Cha mẹ thân bằng hướng thuộc vợ chồng anh em của mình chết mình khổ. Đức Phật phải nói, nhưng mà Đức Phật nói cái này là khổ của phiền não này. Như vậy đó là có việc phải là yếu tố để tạo cái khổ, để cho mình hiểu sống giá trị hơn. Giá trị đó là một cái yếu tố để mình hiểu thế nào là khổ, thế nào là khổ thôi. Cái chữ lúc khai Đức Phật nói rất là sâu sắc. Không chán đâu. Vì về tứ diệu đế không ai chán được. Tứ thánh đế mà. Bốn sự thật mầu nhiệm mà. Có vậy không? Khi mà nó đã holy, nó mầu nhiệm rồi thì cũng phải làm cho mình chán đời được. Chán đời là cái mình thiếu trật. Có vậy không? Mình hiểu sai. Ví dụ như bây giờ đây suy nghĩ, sư nói cái chết là một cái chuyện bình thường tự nhiên. Ai mà không chết đây? Vậy mà tại sao khi mà vợ chồng con mình nó chết là buồn khổ vậy đó? Nhất là ví dụ như ông chồng của bà vợ mình còn trẻ, mình làm như là mình có thể lựa được à. Còn trẻ có mà chết, có đợi già có mới chết à. Mình đâu có lựa được á. Vì vậy đây là một hiện tượng tự nhiên. Vì khi mà nó tới rồi là phải trả thôi, chồng là phải đi thôi, chồng không có nói, cũng có chờ đợi được. Vì vậy cái người, cái vị thánh nhân đó, ngài không có muốn sống mà cũng chẳng sợ chết. Ví dụ như có nhiều người là họ không muốn sống, họ muốn chết. Thì có người khi cái chết tới họ không muốn chết, họ muốn sống. Còn cái vị thanh niên không muốn sống, muốn chết. Cũng giống như cái người mà lãnh lương vậy đó, tới cuối tháng lãnh lương, đâu có đợi gì. Biết là một tuần nó cho mình bao nhiêu tiền biết rồi, đâu đợi trời chứ đâu có ai xa được chứ đâu. Tâm của vị thanh niên là vậy đó, trước cái sự sống chết đó. Các ngài không có, chờn rờn,
cũng khổ quá hay là vui cũng có, tâm rất là bình tĩnh. Vì vậy các anh chị em thấy một điều rằng Đức Phật nói rất là nhiều trình độ. Đức Phật nói cái dễ để cho người thế gian hiểu đã, rồi ngài nói cao hơn chút nữa, rồi ngài nói cao hơn chút nữa, thì muốn cao hơn chút nữa thì phải tu tập à. Chắc là tao là phải đi vậy, ngài nói vậy ha, cho cái người bình thường lên chút nữa, lên chút nữa. Vì vậy cái giáo lý của ngài đó nói không thôi không đủ, vì vậy người ta nói học này, tức là mình biết cái phần lý thuyết này, rồi mình hành, mình biết hành pháp học, pháp hành rồi pháp thành. Mà bây giờ người ta đặt cái câu hỏi, ví dụ như mình vô trong trường thiền tu tập rồi người ta hỏi các vị thiền sư, vì chúng tôi đâu có học gì đâu, tụi tôi vô đây là sư chỉ rồi tụi tôi hành không, thì ông nói học là information, cho quý vị cái thông tin. Khi mà quý vị cho được quý vị thông tin, quý vị tập xong rồi đó, bây giờ tôi mới nói này đó, quý vị thấy không, cái đó là gọi là vô thường đó. Thì tôi chỉ quý vị bằng cách đi xuyên qua cái kinh nghiệm thì quý vị hiểu rất là rõ. Cái người mà có cơ hội mà thực tập và tu tập trước đó, khi mà mình tiếp cận về cái giáo lý của Phật đó, có những điểm mình không hiểu, đặt cái một tí như mình hiểu à, bởi mình có tập rồi mà. Ví dụ như bây giờ Đức Phật nói mà khổ không phải là phiền não đâu, mình dòm đúng đó, phải thôi. Đây là những hiện tượng tự nhiên sao khổ được. Thì trước giờ sư chưa nghe, mà nghe thì sư nói cái tự nhiên sư hiểu liền tức thì. Sanh sao khổ, già sao khổ, chết sao khổ. Tại vì mình phản ứng thôi, nó là hiện tượng tự nhiên mà. Có người nào trên thế gian này sống mãi đâu. Như vậy thì phải là một hiện tượng tự nhiên không? Mà tại sao mình khổ? Vì cái phiền não này là do mình, chẳng phải là Đức Phật nói. Vì thì tôi có một cái cấp độ cao hơn nữa. Giờ mình học để mình phải hiểu Phật khác, để nó bớt khổ, chứ không phải học thì sẽ mình phải hành để bớt khổ anh ạ. À. Thế còn mình học không bớt khổ đâu. Dạ. Tại vì mình nhìn cái vấn đề đó, tại vì cái vị mà dạy nó không có giải thích Đức Phật muốn nói cái gì. Mình hiểu lộn cái câu của Đức Phật. Ôi tất cả đều vô thường, tất cả đều vô thường hết, tất cả đều thay đổi, rồi bây giờ tôi sao đây? Chồng tôi cũng thay đổi, thì con tôi cũng thay đổi, thì con ăn việc làm nó thay đổi hết, cái cha được sống ở ai đây? Ngồi khóc. Mà không phải là sư hết đâu, cái hỏi cái cậu tu á. Tự nhiên ngồi khóc hú à. Hỏi tại sao vậy? Con thấy tất cả đều vô thường, tất cả đều thay đổi. Do đó con nghĩ con không biết rồi con sống với ai đây? Ông nói chứ à. Tại vì chưa, cô chưa kinh nghiệm rốt ráo, tự nhiên cô bắt ngang rồi cô suy nghĩ. Cái kinh nghiệm thay đổi này, nó bám vào kinh nghiệm nó giải thích. Nếu mà thay đổi như thế này thì tất cả mọi người đều thay đổi hết. Như vậy thì mà thế mà thay đổi như vậy thì mình không tin ai được nữa trơn. Cái depression à. Có chứ, có thay đổi chứ, có thay đổi nhưng mà không phải là thay đổi theo cái hiểu, mình hiểu. Vì vậy khi một cái người mà thật sự mà hiểu vô thường, khổ, vô ngã, sư nghe kể một câu chuyện về vô thường là cái gì? Đây là một cái bà cụ thôi. Bà cụ này là bà, ông thầy của sư thì ông không gặp. Mà ông nói má tôi gặp. Thì chắc có lẽ là sư có dịp sư đã kể cho anh chị em ở đây nghe rồi, nhưng mà có vị mới tới thì sư nói lại. Tôi không có gặp, mà má tôi thì hồi xưa bà đi tu thiền với hòa thượng Xu Minh, bà gặp. Thì bà này đó bình thường đó, về khi mà ngài ngồi cái trước pháp về thì đem nước tới để dâng cho ngài, nước nóng á, sôi đó để đi. Thì khi mà cái cô kia cổ dâng, nhưng mà cô sợ quá, cô run quá không biết sao đó, cô lấy có cái khăn giới nó quất vào trong cái ly nước, đổ bể rớt dưới sàn xi măng, đổ dâng nước cái trong thì tất cả mọi người la. Sợ hòa thượng đụng đổ nước rồi mấy chai mấy sành nó dâng vô hòa thượng. Chỉ có một người thôi, không có nói gì hết trơn. Một cái bà thôi là thinh. Tất cả mọi người chấn động hết trơn. Bà chỉ dòm hòa thượng thôi, bà hỏi và ngài có sao không, không sao. Thì bà làm thinh, nói năng gì. Còn mấy người kia thì la luôn, làm bưng rừng. Rồi sau đó rồi bà hòa thượng hỏi tại sao mà cô, tôi thấy cô không có phản ứng gì vậy. Thì bà trả lời, bà nói dạ bạch ngài, khi mà nếu đã vô thường rồi thì nó lành nó cũng vô thường, đợi nó bể nó vô thường sao. Còn thường nói đúng, nó như thế này nó đã vô thường rồi. Bây giờ cho đến một ví dụ cho anh chị em hiểu này. Bây giờ mình thấy lá trên cây phải không, màu xanh bây giờ đổi màu vàng, mình nói vô thường có gì không, rớt xuống rồi mình nói hủy diệt chết chóc vô thường. Nhưng mà trước khi mà nó nằm như vậy, nó khi mà màu xanh hay màu vàng nó thấy đổi từ từ chứ có gì không.
Như vậy thì nó sống chết từng sát na một, cái này mình đâu có thấy. Cho nó chỉ đợi đến lúc mà nó drop xuống rồi mình nói à vô thường, thì nó là too late. Bây giờ mình tu tập cái sao mà ngay từ khi nó còn sanh mình đã thấy nó vô thường rồi. Vì vậy người ta thường nói rằng trong trong cái sống nó đã có cái chết, trong cái hợp này đã có cái tan, làm sao mình nhìn thấy trong cái hợp có cái tan này, thì cái sự nhìn của mình nó mới sâu sắc. Còn đợi tới khi mà nó tan rồi thì lúc bây giờ mình đã phản ứng không rồi. Mà muốn muốn trong trong cái có thấy cái không, trong cái hợp của cái tan, trong cái thành thấy cái diệt, làm cái tập này, mình biết tu này, mình thấy chính mình này, thấy cái tâm của mình, thấy cái thân của mình, thấy cái cảm xúc của mình này. Nó tới nó đi, nó tới nó đi từng sắc ra một, nó thay đổi hoàn toàn rồi. Tại vì cái kinh nghiệm bên ngoài nó không có sốc mình đâu, mà mình thấy mình nữa mình mới sốc, mình mới có sự chuyển đổi được. Mới đó mình thấy tâm mình nó mới nghĩ bật ra lại như tâm bậy rồi. À, ông kia ông đi bác ha, ông đi bác, ông đi bưng cái bát đi vậy. Ông nói con đang đi như vậy, có một cái cô nó cổ ra cô bưng cái tô cơm, cái bằng tay cô vậy, bưng cái tô cơm vậy, múc cơm đổ để bát á. Mới đi ngang qua thấy cái mặt cô á, tâm nó nói tôi chồng bà đẹp quá ha, nói vậy. Ông sư mà cũng ác ôn, ông sư đi bác mà dòm ta cũng thấy đẹp trong này nữa. Dòm bà cái thấy trong tâm nói liền đẹp quá ha, nói vậy đó. Cái vừa mới xong cái dòm cái thấy móng tay đem thui cái xuống đỉnh này. Ông nói trời ơi tâm đi rất là nhanh, mới thương nó ghét liền tức thì, thương nó ghét liền tức thì. Ông từ xưa nói tiếp tục tu nữa đi, sư sẽ thấy nó nhanh như lắm. Cái một cái ý thức mà sư nghĩ ra là nó đã thay đổi rồi. Trước khi mà sư gặp đối tượng, vì đối tượng làm cho sư thay đổi cái quan kiến là tự nhiên ngay cái ý mà đẹp nó đã thay đổi rồi. Tại vì sao? Tại vì khi mà nó đẹp là trong này nó có tâm tham nó muốn giữ. Mới cái quan cái kỹ, thế mà khi mà nó đẹp là tâm tham nó tới, mình nhìn được tâm tham tắt liền. Vì vậy ngay lúc đẹp là đã có vô thường rồi. Trong cái nhìn của mình đã có vô thường. Khoan nhìn đối tượng để mình thấy thay đổi. Anh chị em hiểu cái điểm này không nè? Mình thấy cái thứ nhất tâm mình vậy, mình thấy cái thứ hai tâm mình thay đổi, chẳng nói là xuống đây trễ quá. Sư nhìn cái sao mà trong cái thứ nhất thì thấy tự nó thay đổi rồi, thì cái nhìn nó mới sâu sắc à. Rồi ông nói tiếp sau nữa, tự nhiên nó nói thay tâm thay đổi quá. Ủa cái này là hiện tượng tự nhiên. Thì anh chị em thấy không, tích tắc tâm nó sắp vận hành không? Mình có đâu có thì giờ ở đó mà mình dòm đâu. Nó tới xét một cái mục như một cái luồng điện vậy, là mình cái mình thấy nó dòm nó đẹp này. Nó đẹp cái tâm nó dính mắt này, tâm dính mắt thì nó muốn nói cái này cái kia này. Rồi sự nó ngoài trở lại nó thấy cái móng tay dơ giấy này, tự nói xấu xa này, để chê bai này, để tự khen rồi chê, tới cuối cùng nó tất cả đều hiện tượng tự nhiên, tâm nó quân bình. Thấy nguyên cái diễn tình như vậy, cái này là có pháp niệm xứ. Có pháp niệm xứ là thiên nguyên, cái diễn tình tâm nó đi. Từng cái này nó móc đối cái kia, nó móc đối cái nọ, móc đối cái kia. Còn mình không thấy, mình thấy cái đoạn đầu, cái đoạn cuối không à. Mình thấy đoạn đầu, đoạn cuối cho đó mình hiểu gì hết trơn, tại sao như vậy. Để ví dụ như mình nói, ủa, tâm tôi nó nói mấy cái này, mà sao nó đứng yên? Cô kia còn nói, tôi ngồi thiền, đau rất là đau. Tự nhiên nói, đổi à, thấy cái chân nó muốn đổi. Cái lát nó muốn đổi. Mà cô nói, như vậy thì mình có thể điều khiển cái thân của mình được. Nó đang muốn đổi. Nó muốn trở chân mà. Đau quá, muốn trở chân. Rồi bây giờ nó không trở chân nữa. Nó nói ngồi yên. Thì cô nói như vậy, tức là mình có thể điều tiết cái thân của mình được. Nó muốn đổi đó, mình không cho nó đổi thì nó sẽ được. Ông nói không phải. Nhưng nó không phải. Cái thứ nhất nó có tác ý, nó muốn đổi. Nhưng mà cái thứ hai, cái này như cái đau nó giảm bớt, thì có một cái tâm khác, cái tác ý khác nó khởi sinh, nó đừng đổi. Thì cái tác ý sẽ sao nó mạnh hơn, do đó không đổi. Cái thân tự nó không có quyền hành gì hết. Đó thì tất cả những cái này mình quan sát hoài, mình để ý hoài thì mình thấy. Nó vô thường khổ vô ngã nó nằm trong đó chứ đâu. Nhưng mà mình skip đó, bỏ đi xa quá rồi, thì đó mình không thấy gì hết. Tới đây mệt quá, nghe mệt quá. Hả?
Có không? Ôi giời, tôi buồn thật, tôi tốt quá. Là tại vì con buông hết tất cả mọi công việc, kể cả ông xã còn cản con buông. Rồi vậy đó. Không buồn không? Buồn nữa. Chắc cái ông xã gì đó mà kỳ cục quá. Có nghĩa là con đã thấy nếu mà của con, không phải của con. Có nghĩa là con đã, nhưng con không hiểu được vô thường, bây giờ sẽ nói thì con không hiểu. Nhưng con đã hiểu như vậy rồi. Cái con đến con về, con thấy ông làm gì. Tốt, thì bữa sau tiếp tục đi nữa đi. Nhưng mà cái ông cũng kỳ cục vậy đó. Nhưng bữa giờ để em cố hiểu được vô thường đó. Nếu mà ông có gì đi chăng nữa thì con cũng bị là chú đi xin nói có hợp thì có thể. Cái gì đó cũng có cái thời điểm nó có nguyên nhân. Ra con cũng bình an lắm. Nhưng mà con giờ mấy anh cũng không gì đến. Cái tốt, vậy là ông cũng vô thường đó. Có khi là ông có thay đổi đấy. Không, thay đổi. Thì ông là vô thường. Bởi con có cái đó con không? Con bị mất thẻ xanh á, thành ra con mới phải qua sớm chứ không ra là con qua Việt Nam con mua vé máy bay rồi. Có đâu rồi? Con ở Việt Nam, con mới có thẻ xanh đây thôi. Nhưng mà sơ biết luôn, con nói nhớ là con nghĩ tất cả thời điểm mọi nguyên nhân. Con thường thường có ít nói dài lắm, nói lê thê thật cũng dài. Sơ biết con mua vé máy bay ngày hôm nay rồi. Nhưng về sau á, đại sứ quán là nó phải qua sớm thôi, nghỉ lễ là con không về Việt Nam. Thế nên con phải đi trước, con đâu biết ở đây có cái khóa thiền đó, do ngài chỉ dạy. Tự nhiên con qua đúng việc lúc luôn á. Thôi được, thôi tiếp. Thôi thôi, đúng vậy, thôi tiếp tục tu đi. Ông chồng là ở đâu? Giờ mình cũng ở Việt Nam hả? Tụi con cả gia đình bên này hết á. Ở bên này hết trơn, mà sao tôi đi từ Việt Nam qua? Con qua một năm có một tháng luôn, giữ dây con luôn. Bốn đứa con qua bên này lúc đã hết rồi. Mà con bị cũng bị Việt Nam. Mà con được cái khóa không? Ừ. Thôi đây là cái giai đoạn đầu thôi, chưa đâu. Từ từ đi. Nghĩ một vài năm nữa mà sư thấy cô còn đây, hôm nay ra sư biết tin là còn cô nói vậy sư chưa tin đâu. Thấy có nhiều người họ tới họ quá ghê lắm. Đi cái bút mười để chỉ mà không thấy bao giờ bóc mặt nữa. Thế thì vậy thôi, cái tâm nó thay đổi mà thấy không? Ở đây tụi nó hăng hái lắm. Sư là sư qua bên Myanmar đó, cái gì biết năm nào cũng đi qua bên đó làm giết cô người Việt Nam. Sư làm tôi cho con email, sư cho con địa chỉ rồi chỉ, con mới về con học quá thiền nữa. Biết người này để cứu con chứ. Cái tâm nó hao hức quá à. Ý yên đi, kể nó. Sư khôn rồi, à, mua cặp, mời con. Dạ sư có hỏi, người tại gia đó, mình phải tu đó, mình không việc ác được nhiều người mình sống đó. Cái thật ra con thấy như thế này là gì đây? Cái người tu nó hơn cái người mà không tu ở cái điểm này, nó có một cái điều kiện cũng giúp phương thanh cái bạc thai. Con không thể nói người bạc thai mà không bao giờ quay đẹp có cái chuyện vô lý. Hay vậy không? Người bạc thai cũng quay đẹp như thường, cũng có cầm như thường. Nhưng mà cái thời gian nó lâu hơn thôi. Cái người tu qua bà trong này rồi, đó, mình xuất gia, mình ở trong chùa là vậy đó. Rồi mình cũng có, không có phải là lo cơm áo gạo tiền lo làm lo ăn đi làm có chót rồi gì trơn, chỉ đó mình có thì giờ nhiều để mình tu tập. Nhưng mà ngược lại cái người tại gia cư sĩ thì phải lo chuyện làm ăn buôn bán, nhưng mà cái người vô trong này rồi cái thời gian cái đã quá cái hết muốn tu thì họ cũng tập giống như những người ở ngoài đời vậy thì không có chơi. Như vậy cái vấn đề tu là làm sao mình để cái tâm mình nó có cái sự chuyển hóa này, chứ không phải là không phải bằng cái này là nó gọi là điều kiện thôi, nó hỗ trợ cho mình thôi. Mô Phật. Cái đó cũng đúng nữa, nhưng mà thường thường đó, ở tâm lý thông thường á, người đời tâm yếu lắm. Khi mà ba chạm mà mình không có chịu đựng nổi. Vì cái sốc của mình nó dữ quá đi. Ví dụ như nhiều người đó gặp sư nói rằng là bây giờ đó mình không có nổi xong. Và bây giờ đó mình lo lắng là sợ nó đuổi mình rồi vậy đó. Mình sợ mình làm không tốt, sợ người ta đuổi rồi cái nọ. Lo đủ thứ chuyện à. Thì làm sao mà không lo được. Sư nói nếu mà cái phước mình không có mình lo nó cũng dạy vậy thôi. Mình phải nhắc mình vậy. Bây giờ mình cố mình làm cho hết đi. Khi mình làm cái đàn hoàng tử tế thì đâu có sợ mình lo gì nữa đâu. Phải không? Tại vì mình không biết phải làm như thế nào. Mình cần siêu, mình lẫn lộn cho nó mình mới lo. Còn bây giờ là ổng chủ supervisor đi giao, cũng vậy mình làm nó một chuyện thôi. Rồi bây giờ nếu là vì cái đời sống, cái kinh tế của mình nó bắt buộc mình làm, thì mình phải cắn răng, mình chịu đựng mình làm. Mình đừng có than là khổ. Ví dụ như một cái cô nói, sư cô nói, làm cái chỗ đó, trời ơi, cái đám lễ nó cứ ăn hiếp tôi hoài, cái nọ.
tôi phiền não, tôi có sân hận hoài, bây giờ phải làm sao? Bỏ job đi thì là gia đình nó kinh tế nó xuống, phải lo cho con rồi nữa. Rồi bây giờ nó ở vô trong này thì gặp cái trường hợp đó, thì mình làm siêng năng quá, thì cô nói giờ tôi xưa không biết câu chuyện thật ra như thế nào. Rồi mấy người mẻ nó canh tị, rồi supervisor nó cũng mẻ, nó cũng bên nhau luôn. Có thể cô cảm thấy là cô bị isolate, cô bị buồn, cô khổ rồi vậy đó. Thì suy nghĩ bây giờ đó, cô có đi đâu được đâu không? Cô bỏ shop đâu có được. Bỏ được không? Không. Thì còn lo cho con cái mà. Vậy thì bây giờ trong hai cái mình phải lựa cái. Rồi mình chấp nhận, mình chịu đựng cái này đi. Để mình lo cho con, cho gia đình của mình mà. Có vậy không? Mà cô để ý cho coi thật ra đó, mình gái xé ra to đó. Mình cứ nói tại vì nó đứng bởi nhau, cho mà thật ra trong đó cũng có phần lỗi của mình, trong đều mình thấy thôi. Có cái khi mà cái người mình mà bình tĩnh, mình nhìn vô vấn đề thì nó mình thấy được rất nhiều cảnh, khía cạnh hơn. Còn cô nói, cô có nói chuyện với ai ai cũng nói bỏ sót ở trên, tôi nói đúng rồi, thì mình kỳ thị vào họ mà. Mình nói với người Mỹ cũng ra gì, mấy người Spanish cũng ra gì hết trơn, ai cũng kỳ thị hết trơn. Thì người ta mới nói với mình chứ, thôi bỏ đi mày, đừng có ở với nhỏ mẻ rồi kia nọ. Nhưng mà sư nói cô bình tĩnh, cô coi cái vấn đề. Đôi khi trong này cũng mừng có một sự tự cao lắm á. Mình nói mình là làm siêng năng, mình là hơn tuổi nó rồi cái nọ. Cái đó là mình tự xét lại thôi, cái vấn đề thôi. Và có một điều mình biết chắc chắn là mình không bỏ cái đó này được này. Bởi vì cái gánh nặng của gia đình của mình thì phải chịu đựng mình làm thôi. Mình chấp nhận cái này cũng giống là cái nghiệp của mình vậy, rồi mình phải trả thôi. Đừng có buồn, đừng có bực nữa. Cứ buồn bực nó giải quyết được vấn đề. Bây giờ mình bỏ, mình đi ra, kiếm không ra biệt. Rỡ lại bị buồn, bị khổ thì một trong hai cái à, phải lựa một cái à. Vì vậy thì thấy cái sự tu tập nó rất là quan trọng để mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, để mình thấy mình cần làm gì. Đôi khi mình cần siêu, mình tưởng là đi vô trong gặp sư, là gặp thầy, là người này người kia sẽ giúp mình. Thật ra mấy sư biết gì đâu, nó sẽ vậy. Họ sao họ biết con chồng mình bằng mình? Làm sao họ biết vào hợp mình bằng mình? Làm sao họ biết câu chuyện của họ bằng mình, biết con mình mà hiểu mình bằng mình? Các sư thì cũng nói vậy thôi à. Tôi rải tâm từ là thôi đừng tha thứ rồi được Phật dạy mình phải có lòng quảng đại rồi mới cùng lúc ta la. Nhưng mà tới mấy ông cũng đổi viên như thường, cái có từ chút nào đâu, từ là từ bà từ con chứ đâu có tâm từ á. Ta nói rất là dễ, phải không? Cái làm mới khó nè. Vì vậy chứ đấy, mình tu, mình tập, mình đi, mình sửa, mình đi, chứ còn nói ai nói cũng được hết trơn. Quý vị tập tìm bài bác khóa thì quý vị nói cũng đã, nó còn đoán sư nữa. Yên tâm, bây giờ thiền sư bên Việt Nam học tùm lum. Sư nói có một sư đó, cứ đi qua bên Myanmar được mấy tháng về để các bạn. Ở đây chúng tôi sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi pháp học cũng như pháp hành. Có gì vậy, nó sao vậy? Sao mà cô nào câu nào là thấy nài ná giống cô của cô hết trơn hả? Nghiệp là nghiệp có tiền đó, các cái nghiệp có tiền. Những cái mà sư nói vừa rồi, con mở ra mình thấy rất là mở ra bữa nào mình đóng lại, đóng lại mất công thì mở nữa. Không hay. Bởi vì con nói không có nhân viên mà, con biết, con có nhân viên mà. Những cái gì mà con càng thuốc mất, là tự nhiên có một cái gì đó cho con càng không, cái gì đó cho con nghe. Cô nói càng quá, càng nhìn tâm cô, vị sư cũng đã lắm. Cô khen quá, sư đã quá, sư nhìn tâm, mệt quá. Thôi, vậy phải. Bởi vậy sư đã. Khổ lắm cô vậy. Cô không thể cắt bài sư trong này, phiền não mà. Ồ, sư quá. Đúng rồi, đúng rồi. Mà cái này là mình phải nói rằng là do cái nhân duyên của cô á, không phải là sư cũng không làm gì được đâu, thấy không? Khi mà nhân duyên cô cũng có rồi, sư cô tới, sư cô nói cho bằng cái tay là không nghe. Mà chuyện này cô nói là cái sự rất lớn lắm biết không? Mà bây giờ từ nãy giờ con nói con rất cảm ơn cô này, con nói cái sư nói rằng cái câu chuyện mà giải tỏa cho con cái rất là lớn cho con. Câu chuyện cái bé người mẹ đó hả? Dạ không. Cái câu chuyện người mẹ đó, của sư nói đó. Không phải câu chuyện của sư, chuyện của anh ta kể cho sư nghe. Thì của con là nó
Bởi vì trong cuộc sống của mình mà khó khăn lắm. Thành ra phải làm sao bây giờ? Thành ra mình cái gì mà ưu tiên số một thì mình lựa thôi à. Đó, bây giờ thành ra mình phải tu tập cho tâm mình chuyển yên ổn để mình chấp nhận rồi mình lựa. Không? Cái lựa chọn nào nó cũng có cái sự đau khổ trong cái đâu khỏi đâu. Không thấy là Ừ. Bây giờ nó muốn mấy cái đó là mình phải tu rồi, cho mình không thể nói được đâu. Thành ra là con tu, con mấy ngày con tu học không hiểu. À, cái tu phải duy trì chánh niệm cho nhiều rồi mới có sự chấp nhận. Vì cái tánh con rất là đồng, con sẽ thành đi một ngày có đúng là sự thành như vậy không? Ừ, cái làm cái thử coi thử sao. Nếu không được thì con sẽ biết. Hỏi gì con, hỏi cái gì con? Chánh niệm tức là mình để ý, mình quan sát đó. Thì chánh niệm là để ý thôi. Bây giờ chẳng hạn, bây giờ con muốn biết một người nào đó thì con phải ở gần người ta, con quan sát người ta thôi à. Thì mình thấy thói quen của người ta này, người ta nói như thế nào, người ta làm như thế nào, những gì người ta nói ta có làm không này. Tự nhiên mình hiểu người ta. Cái chánh niệm là cái sự quan sát thôi, đơn giản như vậy thôi à. Mình quan sát thân và tâm của mình để mình hiểu. Cho nên ví dụ này, mình thấy á, tái nhân sư ví dụ chẳng hạn á, sư thấy cái tánh của sư á, sư ưa nhờ người này người kia làm cái này, làm cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, mà khi người ta không làm tự nhiên sư không khó chịu. Người mình nhờ người ta làm thì tùy sức của người ta chứ. Nếu mà trường hợp mình thì mình cũng vậy, nếu mà quý vị nhờ sư làm việc gì thì cũng tùy sức của sư thôi à. Chứ sư không thể là gì đây cứ cái gì sư cũng nói giá sợ cái trơn á. Thì người ta cũng vậy, mình hóa như thế mà khi mình nhờ người ta không làm được à. Đó, tức là mình cứ để ý ngoài cái pattern của cái tâm của mình thì mình hiểu cái này là không tốt rồi. Tự nhiên khi người ta nói không cái là cái này mình phản ứng thì mình thấy rõ ràng mình xấu này, rõ ràng là mình không tốt lúc nào hết trơn. Mình cái lời nói của mình về hành động nó không có má gì nữa đó, tức là mình cứ để ý hoài, quan sát hoài thân tâm của mình, tức là mình hiểu cái đó gọi là trí tuệ rồi đó. Trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như bây giờ ra mình gặp một cái người đó, mình thấy cái tâm của mình ghét người ta ghê lắm. Bây giờ mình hiểu, mình đặt cái câu hỏi tại sao mình ghét. Bây giờ quay nữa, khi nó gặp cái chuyện nó nói cái gì? Nó nói cái gì nó mới ghét nha. Nó nói, cái mặt dễ ghét à. Mặt dễ ghét là tại sao mà nó dễ ghét? Là tại vì bữa trước đó, tôi nhờ nó mà nó phá cho tôi, tại tôi mới ghét nha. Thấy không? Để yên mà nghe cái tâm của mình nói. Khi mà mình nghe cái tâm mình nói, mình hiểu tại sao mà mình thương người ta, tại sao mình ghét người ta, có lý do gì, đầy đủ trong đó lắm. Thì người ta nói rằng là bạn chỉ cần quan sát cái phiền não của bạn, bạn sẽ hiểu tâm bạn. Thế khi mà phiền não nó khởi sanh lên thì nó nói cái này, nói cái kia, nó không mua, nó giải bày đó. Người ta mình mở miệng ra, mình nói, mình gắn ra, mình nghe, mình biết tại sao tâm mình thương, tại sao tâm nghĩa. Thì thôi. Hoặc giả là ví dụ như đôi khi là mình chấp ở trong đó, mình chấp cái ý của mình. Người ta nói đúng đó, nhưng mà mình chấp. Nó tính tu vậy à, nó tính tu vậy tức là mình chấp trong này nè không? Tại sao mình nói tính tôi vậy? Cái tánh của mình nó đâu có cái gì mà tốt đâu mà tánh tôi vậy. Nhưng mà tại vì của tôi cho nó mình chấp nó. Đó, mình thấy tại vì mình chấp của nó này đó, nó mới ghét người ta. Mà thật ra cái idea của người ta cũng chấp cái xấu. Nhưng mà mình muốn giữ cái của mình nè. Trong một cái nhóm là con cứ để ý trong một nhóm mà bạn bè mà ngồi nói chuyện ra, người nào cũng thích cái ý của mình hết trơn. Nói tôi là tôi theo tất cả, ai sao tôi vậy. Nhưng mà khi họ làm theo ý tôi là tôi mừng lắm. Nói thì ai sao tôi vậy, nhưng mà người ta làm theo ý mình rất là mừng. Đó là lý do tại sao mà trong gia đình mình nó xung đột là vậy đó. Người nào cũng muốn cái ý của mình thôi. Mà dĩ nhiên khi mà mình cái tâm của mình mà không có trí tuệ thì cứ nói ý của mình là cái tốt. Vì chỉ có ý của mình nó đóng. Nếu mà không có ý của mình nó không dính. Còn hệ của mình nó dính rồi. Và mình mở miệng ra của mình, của tôi, của ta nó suốt ngày á. À, giáo dục gia đình rồi gì đây, environment rồi đủ thứ chuyện nó build up cái tâm của mình. Ví dụ như bây giờ đó, mình thấy ví dụ như người Palestine với người Do Thái họ ghét nhau rất là dữ phải không? Thì con biết Palestine nó phải suy nghĩ theo cái kiểu mà cha mẹ nó nói chứ, nó phải chỉ nó nói người Do Thái đó là giết người vậy, Do Thái chỉ ngược lại này là cái bom rồi cấm tử rồi thấy không? Thì sư nhớ có một lần thời cái kỳ mà chiến tranh Việt Nam hồi đó sư nhỏ khoảng chừng 8 tuổi trẻ, thì
Thì có một vị sư nói một câu, nói với sư nói rằng mình không may mắn mình sống trong cái thời buổi mình chiến tranh quốc cộng, quốc cộng là quốc gia là cộng sản. Thì đó mình, nếu mình ở bên phía quốc gia thì mình phải nói vậy cộng sản, mình ở bên cộng sản thì mình nói như thế này quốc gia. Như vậy là mình cái lòng không may mắn mình sống trong cái thời buổi chiến tranh. Ông sư không nói với sư vậy mà ông nói cũng giống như tình bạn bè nó chơi vậy thôi. Ông nói thật sự vậy thôi. Tại vì mình ở này nè, cái phía này là phía quốc gia này, do đó mình phải nói như thế. Còn nếu ngược lại nó bắt mình sao? Còn cái người kia họ ở trong cái đó, họ phải nói như vậy, còn nói ngược lại nó bắt họ. Vậy chẳng hạn. Vì vậy mình, ông nói câu nói, nhưng mà sư nói như thế thì cái lúc đó thôi. Chứ bây giờ sư nghĩ rằng là mình cần chỉ phải nói. Có vậy không? Ví dụ như bây giờ mình ở phía này, mình thấy mình kia làm sai. Cái gì cái sai cái đúng, mình dùng cái trí tuệ của mình để mình thấy. Mình không nói ra, mình biết sai đúng chưa? Cần chi phải nói, phải không? Nói ra cho ta bắt mình. Ai cấm mình có cái idea đầu của mình, thấy không? Ví dụ như mình thấy các cái nước mà gì đấy, East Europe, tức là Trung gì, ai cái gì đây? Không phải Trung Đông mà Châu Âu á, Đông Âu á là sau khi mà nó thoát ra khỏi cộng sản mà chấm dứt rồi, trời ơi, mình nghe mấy cái ông này tiếp khách rồi, nó câu nào câu đó rất là chí lý, thấy không? Họ ở trong đó nhưng mà tâm tư họ bị ảnh hưởng. Cái ông thủ tướng người tiếp khách thì phải, họ nói cái câu gì đó biết. Thôi đi dụ một khóa thiền sư nghe cái ông thiền sư Mỹ ông kể lại, thì mình thấy rằng là cái trí tuệ của con người nó không bị anh ba nó ảnh hưởng. Cái người mà yếu tâm yếu mới bị cái hoàn cảnh xung quanh nó ảnh hưởng. Mình ở với người xấu, mình xấu theo họ. Mình ở với người tốt, mình sẽ tốt theo họ. Còn cái người mà có trí tuệ không, có thấy xấu, không làm, muốn hóa ra thôi. Thì hiểu không nè? Thành ra khi mà mình đã có trí tuệ rồi, mình đừng có sợ vấn đề tu cho có trí tuệ thôi này. Trí tuệ chỉ dạy cho mình là phải làm cái gì cho đúng, cái làm cái gì cho phải. Chứ không phải là người ta làm sao mình làm vậy thôi. Nhưng mà sư cũng quên con phải câu gì sư nói tùm lum thôi. Cái ta đó, theo tôi ta là do cái giáo dục. Do giáo dục là mình ở, mình quen cái khung cảnh xung quanh mình. Là tại vì mình yếu mà. Mình yếu do đó cha mẹ nói gì mình cũng tin đó. Có những cái mà bây giờ khi mình lớn rồi cha mẹ nói mình đâu có tin. Bị ba má mình chơi cách là có trí tuệ. Có vậy không? Các vị cũng là người phàm thôi mà. Khi mình tu tập rồi, khi sư tu tập rồi, sư nghe những cái người mà lớn tuổi, cỡ tuổi ba má sư nói những cái không đúng. Nhưng mà mình đã lợi chi? Thấy không? Mình có cho mày. Trình pháp riêng hả? Để chút xíu đi, hả? Xong cái này rồi, đến kia hả? Dạ. Vậy chỉ tu mới có cái ngoài mình. Chỉ có một cách là chỉ tu mới được trí tuệ. Dạ, cái trí tuệ là trí tuệ đạo này. Trí tuệ đời cũng có chứ. Trí tuệ đời là khôn ngoan này vậy. Mà ý thế gian á, dạ ý thế gian. Ý của thế gian họ cũng khôn ngoan lắm. Nhưng mà cái trí của đạo Phật á, nó đưa đến cái giác ngộ giải thoát này. Bớt phiền não này, để nó có trí tuệ thì bớt phiền não. Như vậy là giống như mình tu mấy năm nay là mình cũng có thể đạt được cái gì? Dạ có chứ. Có, nhưng mà tới cái mức độ mà hoàn hảo thì chưa. Bây giờ mình tùy theo mình tu như thế nào. Nếu mà anh ngồi mà anh chỉ biết phòng xẹp, hay thở vô thở ra, anh biết gì hết trơn thì chắc là khó có trí tuệ. Tâm nó yên thôi. Bởi vì tâm nó thiền định, nó thiền tuệ. Nhưng mà mình biết đó là vô tường này nó thay đổi, ra vô thì cái đó. Mà ra vô này là mới cái intellectual thôi. Nó chưa có thấu, có thấm. Thấy không? Bây giờ mình nói ra vô là thay đổi, mình nói vậy nữa. Còn khi mà trí tuệ thật sự mà nói được thay đổi cho anh thấy à. Thay đổi cho anh khóa luôn á, đừng lớn à. Sư thấy rất là nhiều người học kinh nghiệm ở vô thường á. Đang ông thiền sư đã cho thiền pháp, vô nói bây giờ tôi hết biết rồi. 600 là nó sinh hoạt đủ bài, chịu nổi. Lúc đó là anh không muốn đổi nó, vẫn đổi anh coi à. Như vậy đó. Chắc phải mình phải tư duy nó đổi thì mình mới đổi. Thì anh cứ tư duy vô thường thì mới thấy vô thường. Còn lúc đó không. Anh chỉ cần chánh niệm một cái là anh thấy vô thường nó thay đổi à. Anh thấy
cái trong cái nhìn thay đổi, trong cái nghe thay đổi, trong cái nếm thay đổi, trong cái xúc cảm, sáu căn này làm việc, tâm thay đổi liên miên. Lúc đó anh muốn cái gì, anh không muốn cái gì hết trơn, anh không muốn cái gì, anh phải chấp nhận. Lúc đó là có tâm xả đó. Thì như cái chánh niệm này vậy, anh tập chánh niệm, tới lúc chánh niệm nó tự động là nó thao tới, nó đi. Anh không có muốn chánh niệm, nó cũng chánh niệm, anh coi như thường. Rồi khi mà chánh niệm nó đầy đủ rồi, có trí tuệ rồi đó, là nó dạy dặn anh làm á, không được à. Sư nghe anh trình sư kể một cái câu chuyện mà sư thầy của sư nói, có cái anh đó đó. Anh nói con gặp rất là nhiều khó khăn mà khi con học pháp Quan Âm này, nhưng mà không biết tại vì sao mà con rất là thích, vì vậy con cứ tiếp tục tu hoài mặc dù con là mất sư. Anh là người đầu Hồi giáo. Thì anh kể là anh nói rằng là đó, anh có một lần đó, anh có một cái điều đi làm cái business gì đó, thì anh kể với thường xuyên nói rằng là bố có, người cũng có, rồi phương tiện cũng rất là tốt, mà tại sao mà khi mà discuss với cái người mà partner của mình á, nó cái tâm nó muốn làm, sao ngồi không biết tại sao nó muốn làm, mà anh không hiểu tại sao. Hiện ông kia tới nói chuyện thì cũng nói qua nói về, cũng nói để nó qua chỉ suy nghĩ sao, để tìm lại trả lời cho để cho từng thời gian đi. Rồi cuối cùng nó thật không làm. Sau này đó, anh nói rằng trong một lúc anh ngồi thiền, anh cảm nhận rằng là cái người này nói chuyện mà làm anh là có liên quan tới drug, liên quan tới ma túy, do đó cái tâm nó sợ, nó tự động nó sợ vậy thôi. Do đó anh quyết định không làm, không làm thiệt mấy người kia bị bắt. Đem câu chuyện kể lại cho thầy sư, tại vì nó rất là sensitive, rất là nhạy bén, nó nghe biết trong này nó có cái chuyện gì, xong thì drug trong này rồi mà chưa biết cái gì thôi. Thì sau này khám phá rằng là anh này là cái tâm nó suy nghĩ rằng anh này là cái chuyện làm ăn như vậy. Thì sư nói anh chị em thấy mình giống như mình tập con nít vậy đó, bắt nó lo học này, đừng có quay tivi nhiều này, đừng đi chơi nhiều này, thấy không? Tới một lúc mà khi mà nó quen rồi á, đôi khi mình quay tivi nhiều nó cũng nhắc mình nữa, nít là như vậy, thấy không? Ba nó không quay tivi, ba quay tivi hả, thế thì vậy đó. Mình dạy cái tâm này là vậy đó, tự nhiên khó có quen rồi đó là nhắc mình. Là bây giờ bổn phận của mình là làm sao mà. Vì vậy anh thấy rằng pháp hành này đó, cái tư duy giữ vai trò rất là ít. Thế mình đang tư duy có lần thua rồi, mình làm cái xong là biết, nó tự động nó làm việc instantly, thì nó mới xử lý phiền não được chứ. Chắc anh ngồi nói tư duy phiền não đó, cứ cục anh hồi nào hay à. Đó, anh thấy một người nữ tự nhiên gặp ai mới đây, mình ngồi đó, cô thường khổ, cô cảm, cô thường khổ, cô cảm cái gì. Nó nhảy vô họng mình hồi nào cũng hay rồi, thấy không? Ai mà đi rất là nhanh. Vì vậy chỉ có cái tuệ tính sẵn đó nhắc nhở mình. Đây là tâm tham này, nha. Đó, ông kia nhìn cái bà đó, tâm tham lên, tâm tham ái lên, nhìn thấy một cây, tâm sân nó lên. Mình đắc suy nghĩ nó rằng tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Mà ông thầy nói, khi mà ngay tâm ái mà lên á, thấy rất rõ tâm ái, nhắc mình tức thì. Thế mà thấy đẹp là phước của người ta. Cái người đàn bà đẹp là phước của họ mà. Mắc mấy thì mình chạy vô mình tham chi cho khổ vậy nha. Ngay lúc đầu là đã nhắc mình rồi. Đẹp, xấu quá. Nó vậy. Trí tuệ nó hỏi mình xấu quá. Tức thì instantly nó nhảy ra liền thì anh thấy không? Cái chuyện mà suy tư thì nó mất thì giờ, take time. Nên cứ dòm biết liền tức thì. Cũng giống như anh làm cái câu chuyện gì mà anh làm hoài. Anh đâu có cần chi phải ngồi đó mà nghiên cứu, dòm biết nó làm cái gì đi. Công ăn việc làm, bất cứ cái câu chuyện gì mà anh làm mà nhiều năm, nhiều tháng, anh khỏi cần suy nghĩ nữa. Vì vậy người ta nói cái gì mà có trí tuệ không cần suy nghĩ là vậy đó. Bây giờ mà biết cái gì nên làm, không nên làm luôn. Cái tâm nó đã được huấn luyện theo cái chiều đó mà. Anh nhìn cái câu chuyện đi, tất cả những cái người nào mà kêu mình giỏi trong một cái business nào đó, họ không có cần suy nghĩ nhiều. Họ chỉ quá nhiều chuyện đi, họ làm họ có mất gì rồi thôi, chứ còn tới đó thì làm thôi. Rồi câu chuyện tới cũng tâm cũng rất là yên ổn. Cái điều nào nó cũng xong thôi. Họ cách này cách kia. Bây giờ mình Eric làm ăn là biết là thấy không? Nó vậy à. Vì vậy cái tư duy gì đó, thật ra nó chỉ giữ vai trò lúc đầu thôi, giúp mình cái tâm mình cao đao thôi. Sau này tư duy nó phải bỏ, để nó làm việc tự động, máy móc lên, thì nó mới xử lý phiền não được à. Vì phiền não nó đi với một cái speed rất là nhanh, anh ngồi nó tư duy là thua nó rồi. Ừ, phải ráng tập, đừng nghỉ.
giờ rồi.